Trước khi tôi giới thiệu người này, chúng tôi xin trân trọng được thông báo cùng tất cả quý ông bà, cô bác, các chị em. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 hội từ thiện. Một trong những hội từ thiện mà đứng hàng, không dám nói là hàng số 1, nhưng mà cũng là rất là uy tín và cao. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu anh đại diện hội Mở Rộng Trái Tim. Anh đã hy sinh rất nhiều trong những hoạt động để giúp cho những người khó khăn, nghèo khó tại Việt Nam. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhường microphone và được trân trọng giới thiệu anh Hàng Văn Long. Hội Mở Rộng Trái Tim xin quý vị cho chàng vỗ tay cho anh Hàng Văn Long, và có thể nói là đại diện mà thôi, chung tiền tội. Xin mời anh Long. Em xin cảm ơn anh Phương. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong đêm nay. Tôi tên Long, là người đại diện của hội từ thiện Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan. Xin gửi lời chúc Tết đến gia đình anh Thịnh, người đại diện cộng đồng người Việt tại Hòa Lan, tại Dumaren, và tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong đêm nay một năm mới an khang thịnh vượng và luôn luôn dồi dào sức khỏe. Ngày thứ Bảy năm nay, tháng 5, 2018, Hội Từ Thiện Mở Rộng Trái Tim sẽ tổ chức chương trình buổi cơm gây quỹ từ thiện tại A Lạc Ma. Địa điểm tổ chức The Mare Nostrum, nơi cộng đồng người Việt tại A Lạc Ma vừa qua đã tổ chức mừng xuân. Buổi cơm gây quỹ từ thiện sẽ có phần karaoke và sẽ kéo dài từ 6 giờ tới 1 giờ đêm. Để tiện việc sắp xếp cho ban ẩm thực, xin mời các anh chị và các bạn hãy vui lòng ghi danh càng sớm càng tốt. Trong đêm nay, các anh chị và các bạn có thể đến quầy bán thức ăn để ghi danh. Trân trọng kính mời và xin hẹn gặp lại tất cả vào ngày 5 tháng 5 tại A Lạc Ma. Đến đây tôi xin hết. Xin chào và xin cảm ơn anh Phương. Đứng lại cho anh chút xíu. Kính thưa quý vị, là một hội từ thiện, tôi đã tham dự trong vòng đã hơn 10 năm qua, nhưng mà chưa có hội từ thiện nào chịu chơi như hội từ thiện này. Kính thưa quý vị, vô cửa miễn phí, ăn cũng miễn phí luôn, rồi sau đó tùy lòng hảo tâm. Và theo tôi được biết, chiều hôm nay là Long nói là chương trình chưa có lên mà đã có hơn 80 anh chị em đăng ký rồi. Để cho hội từ thiện càng lúc càng hoạt động cho nó thật tốt. Thật sự ra Long rất hy sinh cho những người gặp khó khăn ở Việt Nam. Nhưng mà có hội từ thiện nào không bán vé cho cửa, ăn uống miễn phí, chỉ có ăn nước thôi. Nhưng mà quý vị tới đó thì tùy lòng hảo tâm. Nhưng mà thật sự ra là mình có bàn với Long là không có hạn định tới giờ nào là đăng ký cuối cùng. Bởi vì sao? Quý vị càng đến đông thì hội của Long càng welcome và càng rất là hãnh diện. Đó là một trong những tổ chức rất là uy tín tại Hòa Lan. Kính mong tất cả quý ông bà, anh chị em hiện diện ở đây, chúng ta đến ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 5 tại A Lạc Ma để ủng hộ cho hội của Long Mở Rộng Trái Tim. Xin quý vị một lần nữa cho Long một tràng vỗ tay và kêu gọi tất cả quý vị chúng ta đều ủng hộ cho hội Mở Rộng Trái Tim. Cảm ơn anh Phương rất nhiều. Ok, cảm ơn em. Ok.